Các chỉ tiêu cơ bản. Thông số cơ bản và ảnh hưởng của phương pháp điều khiển. Ừ, rồi ok. Đến tính chất của phụ tải được à? Thế phụ tải thì có mấy loại tính chất? À, phụ tải có mấy loại tính chất được em? Dạ, phản kháng là thế nào? À, đúng rồi, phụ tải mang tính chất thế năng và phụ tải mang tính chất phản kháng đúng không? Thế thì thế nào là phụ tải mang tính chất thế năng? Tải luôn tự chuyển động được về nơi có thế năng thấp thấp nhất ạ. Tại thế nhỉ? Định nghĩa về cái tải mang tính chất thế năng cô nghe. Ví dụ đi, các em ví dụ đi. Ví Ví dụ dụ này. như tải nâng hạ. Tải nâng hạ. Tải nâng hạ hàng đúng không? Đấy là tải mang tính chất thế năng đúng không? Đấy, đấy. Thì cái tải đấy là cái MC ấy, nó không phụ thuộc vào cái chiều quay của chuyển động ấy. Tức là moment cản MC ấy, cho dù là nâng lên hay là hạ xuống thì cái tải thế năng nó vẫn có xu hướng là cái MC nó vẫn có xu hướng là kéo xuống dưới đúng không? Thế thì cái đấy thì người ta gọi là cái tải thế năng. Tức là MC không phụ thuộc vào chiều quay của chuyển động. Cho dù các em có nâng hàng hay là hạ hàng thì cái MC, cái tải trọng nó vẫn kéo cho vẫn kéo cho quay xuống dưới thì người ta gọi là tải thế năng. Để cô sâu cái này lên nha. Nhìn thấy chưa? Đấy rồi cô. Còn đang chưa biết bấm vào đâu để cho nó hiện to hơn nữa. Điện to hơn á. Ừ. Cái to hơn á. Hả mẹ? Để tôi xem nào. Thông minh thế. Ừ. Bấm vào trình chiếu rồi. Được rồi. Được rồi. Thông minh quá. Mẹ cảm ơn. Đây nhá, cái phần phần trước, phần đầu tiên, cái thông số đầu tiên ấy. Cái thông số cơ bản đầu tiên là sai lệch tĩnh đúng không? Sai lệch tĩnh nhá, cái sai lệch tĩnh thì các em có thể tính hoặc là tốc độ quay omega hoặc là tốc vận tốc dài đều được, được chưa? Cái công thức ở đây là cái công thức ở đây thì là NST ở đây là chúng ta tính theo là cái sai lệch phần trăm đúng không? Phần trăm này là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Đấy. Thì chúng ta tính ở cái điểm là với tải là định mức. Tải là định mức. Tức là N ở đây ví dụ trong công thức là N0Y trừ NI trên N định N0Y ở đây là điểm định mức tức là gì? Tức là ứng với tải là định mức thì chúng ta sẽ tính ở đây thay vào đây thì chính là N0 trừ đi N định mức chia cho N0 hoặc là ở đây thì là omega 0 trừ omega định mức chia omega 0. À, cái phần trên này cái giá trị ở cái trên tử của chúng ta ấy là omega 0 trừ omega định mức thì chính là cái sai lệch tuyệt đối. Chính là cái độ sụt tốc độ ấy. Thì cái phần này chắc là phần trước thì thầy Kiên đã nói với các em rồi đúng không nhỉ? Thế thì trong khi quá trình tính toán ấy, thì bao giờ cái sai lệch tĩnh của mình cũng phải nhỏ hơn cái sai lệch tĩnh cho phép. Đấy. Thì mới làm đúng. Còn nếu mà mình mà lớn hơn thì cái hệ thống đấy là mình không đạt yêu cầu phải tính lại. Còn đây là phạm vi điều chỉnh. Phạm vi điều chỉnh tức là cái N max trên N min. N max trên N min và trên ở đây cũng làm việc với cái là cái tốc độ làm việc lớn nhất và tốc độ làm việc nhỏ nhất ứng với cái tải là định mức. Cái độ trơn điều chỉnh. Cái độ trơn điều chỉnh tức là cái cấp tốc độ thứ y
cộng 1 trên cốc độ thứ y. Thế thì người ta mong muốn là cái độ trơn điều chỉnh này là tiến đến 1, tức là cái ni cộng 1 đấy nó càng bằng gần bằng, tức là càng tiến đến cái ni thì cái độ trơn điều chỉnh, tức là cái mình chỉnh nó càng trơn. Đây, tính chất của phụ tải thì chúng ta có hai loại là tính chất tải thế năng và tính chất tải phản kháng. Thì tính chất tải phản kháng tức là cái tải mà MC không phụ thuộc vào chiều quay của chuyển động, giống như là tải cơ cấu nâng hạ hàng này, cầu trục này, cần trục này, thì đó là tải thế năng. Còn tải phản kháng thì là cái tải mà cái MC luôn luôn chống lại chiều quay của chuyển động. Cô ví dụ như là các cái hệ thống, các cái cơ cấu cắt gọt kim loại chẳng hạn. Đấy, thì đấy là tải phản kháng. Còn đây là đặc tính của phụ tải. Đặc tính của phụ tải. Đây, chúng ta chuyển sang phần tính thế tiếp theo là đặc tính của phụ tải nhé. Thì cái công thức tổng quát của đặc tính của phụ tải ấy là MC trừ MC0 cộng với MC định mức trừ MC0 nhân Cho với tao con đi. omega C chia omega Đấy, chặt. C định mức. Thôi cái đấy không nghịch. Điện thôi không? Các em có nghe thấy không đây? À, chỗ này có rồi. Có. Thì đây nhá, đây là cái công thức tổng quát này. Có nhìn thấy cái phần cô chiếu ở trên này có nhìn rõ không? Có. Thì đây nhá, cái omega C này ấy, là cái tốc độ làm việc của tải đấy, của phụ tải đấy. Và x ở đây thì nhận các cái giá trị là 0, 1, 2 và trừ 1. Thế thì ứng với các trường hợp nhá, có ví dụ đây. Trường hợp đường thẳng đứng này là ứng với x bằng bao nhiêu nhỉ các em nhỉ? Trường thẳng đứng này là x bằng bao nhiêu? Người bằng constant. À, đúng rồi, x bằng 0 đúng không? X bằng 0 nhé, x bằng 0 vào đây thì có phải là thành phần này bằng 1 và cái MC sẽ bằng MC định mức. Đây, cô chuyển sang đây cho các em xem. Đây, x bằng 0 thì MC bằng hằng số này. MC bằng MC định mức này. Thì đấy chính là với cái tải bằng hằng số thì có hai loại đúng không? Đó là tải tải thế năng và tải phản kháng đấy. Và là các cơ cấu nâng hạ hàng là với tải thế năng, còn chuyển động ăn dao của máy cắt gọt kim loại là tải phản kháng đấy. Thế còn ứng với trường hợp x thì bằng 1 nhé, x thì bằng 1 thì có phải ở đây của chúng ta sẽ là omega c trên omega c định mức. Thì ở đây của chúng ta sẽ là biến vào đây sẽ là omega c. Thế còn các cái thành phần MC chứa MC0 và omega C định mức nó đều là hằng số cả. Cho nên chúng ta sẽ có chính là cái dạng là Y, tôi gọi MC là Y và omega C là X. Thì chúng ta sẽ có Y bằng AX cộng B. Đấy, Y bằng AX cộng B, như vậy nó là đường bậc nhất. Đường bậc nhất thì là chính là đường số mấy thì các em nhỉ? Đường bậc nhất thì là đường số mấy đây? Đường số 2 đúng không? Đường số 2 chính là đường bậc nhất đúng không? Đây. Đấy. Đây, x bằng 1 thì là moment tỷ lệ bậc nhất với tốc độ đây. Trong thực tế thì thường thì ít gặp thôi. Là moment cản trên trục của máy phát điện một chiều, cái từ độc lập. Và khi làm việc với phụ tải tuần trở. Và moment cản do ma sát trượt sinh ra. Thế cô để đây để cho các em chép nhé, các em chép đi. Em Chuyện dịch ra. dài. Em dịch ra đi. Để cho các anh chị chép. May quá cái máy tính nó hỏng mà cô lại show được bằng cả điện thoại như này nữa thì may quá, không thì sáng hôm nay chả nói được, Đúng các rồi. em chẳng nghe được. Chẳng hiểu gì. Em đi chơi, em chơi. Còn đang giúp mẹ. Cái gì mà giúp mẹ? Giúp gì? Tí nữa có cái gì mẹ lại la ầm lên. La ầm lên như vừa nãy. À, thì mẹ cảm ơn. Được chưa? Xong chưa? Dạ chưa. Đây nha, cái chỗ này nha. Chuyển động ăn dao này, cái nhận đây cái trường hợp 1 đây là x không, kẽ phải vẽ cái hình này trước này.
Để vẽ cái hình này trước đi. Đây, Việc vẽ khó cái ấy. hình, vẽ cả bốn trường hợp đi. Thế Việc xong khó rồi ấy. quay sang bên kia để từng trường hợp với từng loại tải. Việc khó ấy. Sao mà Ừ. một tay chị vẽ được? Yên cho các anh chị vẽ. Em biết gì? Mình cần vẽ cái này. Nó vẽ được. Vẽ xong cái hình này chưa? Vẽ xem mấy tiền nó vẽ không? Mình không nghĩ cho tôi lắm. Vẽ xong chưa? Dạ chưa cô đã lúc rồi. Một tí nữa. Cái nó viết nhé. Để kiên vẽ xong rồi. Kiên vẽ xong Lúc rồi. nào xong thì bảo nhá. Bảo em chưa? Mẹ uống cà phê. Uống này mất ngủ. Tối mất ngủ như hôm qua. Thế nào tối đã mất ngủ như hôm qua. Mẹ bảo mẹ mất ngủ. Đừng có uống cà phê nữa. Phải tự uống cà phê này mất ngủ. Hay là xuống thường xem tivi. À thế cô giáo bảo sẽ học YouTube học chưa? Ừ. Ra ngoài nha. Bây giờ vẽ sang đây, viết xuống dưới này. Xong chưa? Tiếp Chưa? tục nhá, trường hợp là x bằng 2 này. Đây, x bằng 2 chính là cái đường này nhá. Đây này, đây chính là cái đường số 3 này này, là x bằng 2 này. Đường x chẳng bằng 2 này thì ứng với cái tải là tải máy bơm quạt gió đấy, chân vịt tàu thủy ấy. Vị ạ. Thì là chính là cái trường hợp x thì bằng bằng 2 là trường hợp đường số 3 này. Đây. Không hiểu. Đây. MC tỷ lệ bậc 2 với tốc độ. Hệ giữa các thông số à, cái gì Em đi ra đi. số ở bên dưới chỗ mà mình Ừ, dừng, đến là dừng chia sẻ. chia sẻ được xem. Này dạy cái này không thích bằng dạy cái gì nhỉ, zoom ấy nhỉ, dạy zoom thích hơn ấy, để cô xem Zoom. nào. Cô giáo không nhìn được mặt học sinh. Cô giáo thì không nhìn được mặt học sinh. Rồi em đi ra đi để mẹ xem các anh các chị đâu hết rồi, đâu muốn xem các anh các chị vào đâu. Đừng bấm minh Đây, đi, bấm vào đây, tốt, bấm bấm. vào đây á. Bấm vào đây là thay mặt các anh, thay mặt Đây, các anh đây, đây. chị. Đây rồi. Để Xem. mẹ chụp cái màn hình này lại để mẹ điểm danh cho thầy nhá. Xem có còn ai thiếu không, Ừ, rồi. còn ai thiếu trong danh sách không, để đếm mà xong cái chụp thế, chụp hai cái liên tục vào nhau là xong. Còn ai thiếu không, Nguyễn Văn Long, cái anh mà anh Nguyễn Văn Long rời khỏi nhóm hay sao anh? Nhóm học cái sao vừa đây nhìn đâu
xem ai trên ai. Người phương tiện bình dung để mà chút kia xong chưa, cái này xong chưa, không động rồi mẹ. Chưa chưa lâu đấy đã chưa đây nhá. Trường hợp x thì bằng 1 thì là MC tỷ lệ nghịch với tốc độ nhá. Đấy là moment chuyển động chính của máy tiện. Em cái máy tiện ấy thường thường là cái dạng của nó là như này này, đây máy điện mà. Đây máy tiện đây, đây là cái đường số 4 này này, là đặc tính của máy tiện ấy. Sao lại đấy là nó máy có điện? Cái dạng như này là máy điện như vậy à? Mà lại nói là máy tiện, máy nó tiện à mày ạ? Cái máy làm nhiệm vụ để tiện. Thế thì người ta tìm hiểu cái đặc tính của tải để làm cái gì? Theo mọi người, người ta tìm hiểu cái đặc tính của tải để làm gì? Nào, theo các bạn thì người ta tìm hiểu về cái đặc tính của tải để làm cái gì? Thìn nào, thìn đây. Cô nhìn thấy bạn Nguyễn Thế Thìn ở đây. Dạ. Dạ ừ. Thìn ơi, thế nếu mà không nghịch để anh nói. Thế thì người ta tìm cái hiểu cái đặc tính của tải để làm gì nhỉ Thìn nhỉ? Cô cái này thì em hỏi chưa ta. Biết. Em chưa biết được. Thế thì người ta tìm hiểu cái đặc tính của tải ấy, để người ta chọn cái loại động cơ cho nó phù hợp. Nhá. Đấy. Dạ vâng ạ. Rồi người ta chọn cái loại động cơ cho phù hợp. Ví dụ như là cái tải mà MX thì bằng 2 là tải máy bơm quạt gió ấy, thì mình thường chọn là cái loại động cơ là động cơ không đồng bộ để nó tương ứng với cái đây các em nhìn thấy cái đặc tính của nó nhé, cái dạng là đường 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 parabol này này thì chính là cái đặc tính của cái động cơ không đồng bộ ấy. Người ta thường thường tức là người ta sẽ nhìn vào cái đặc tính của tải này để người ta chọn cái loại động cơ cho nó phù hợp. Đấy, để làm việc tối ưu. Hiểu chưa? Thế là chọn cái đặc tính của tải để chọn động cơ cho phù hợp. Các em chép nốt cái đoạn này vào đi, xong là chúng ta sẽ sang cái phần quan hệ giữa các thông số. Kiên dịch ra. Đang nghe. Thôi. Nghe thử một tay. Ô vứt cả mày không? Vứt kia. Ta sọt xác. Kiên có uống cà phê đâu mà. Kiên phải vứt. Hộ tí. Sụp sụp cái thằng nào tối cũng mất ngủ, tối lại mất ngủ kêu oang lên. Ai giỏi ơi mệt quá. Thôi đi chơi đi để cho mẹ còn dạy các anh học. Bây giờ người ta sẽ xong xong cái phần 3.5 rồi, chúng ta chuyển sang 3.6 này. Tức là bây giờ chúng ta sẽ tìm mối quan hệ giữa cái ST và cái giải điều chỉnh này. D này, ST này, D này. Thế rồi là độ số tốc độ này, N max, N min này. Để xem là cái mối liên hệ của nó là gì nhá. Ở đây là chúng ta sẽ đang thực hiện với việc là điều chỉnh tốc độ bằng cái phương pháp là điều chỉnh điện áp ấy. Thì cái sai lệch tĩnh là không thay đổi. Trong cả cái giải điều chỉnh là cái sai lệch tĩnh nó cái sai lệch tĩnh của nó, cái sai lệch tĩnh tuyệt đối ấy, là như nhau. Em có hiểu cô nói cái chỗ này không nhỉ? Thế còn nếu mà đây, đây tức là sai lệch tĩnh tuyệt đối, tức là ta lấy cái n định mức mà trừ n không mà trừ n định mức ấy là giống hệt nhau. Đấy thì chúng ta sẽ dùng, chứ còn nếu mà dùng cái phương pháp là điều chỉnh tốc độ bằng phương pháp là thay đổi tử thông hay là thay đổi điện trở ấy, thì cái sai lệch tĩnh nó sẽ khác đấy, nó sẽ thay đổi đấy, cái sai lệch tĩnh tuyệt đối ấy. Chứ cô chưa nói là về cái sai lệch tĩnh tương đối nhá. Thì cái sai lệch tĩnh tuyệt đối của nó sẽ thay đổi. Còn đối với cái việc mà điều chỉnh tốc độ cơ bằng cái phương pháp là điều chỉnh điện áp đặt vào mạch phản ứng ấy, thì cái sai lệch tuyệt đối ở đây là n không chứ n định mức này, m của tải này đấy, thì nó là bằng nhau trong cả cái giải điều chỉnh này. Thì ở trong cái trường hợp này cô xét ấy, là ở đây là cô xét bằng cái
phương pháp điều chỉnh điện áp. Thì đây thì chúng ta sẽ dựa vào công thức. Ở đây là sai lệch tĩnh tương đối nhưng mà không có phần trăm nhá. Không có nhân với 100% vào. Thì chúng ta tính, khi mà tính toán ấy thì chúng ta sẽ tính sai lệch tĩnh cho đường nào? Nào. Câu hỏi bạn khác nhá. Thắng ơi, Đặng Văn Thắng ơi. Dạ. Thắng ơi, khi mình tính toán thì mình tính cho đường nào? Tính sai lệch tĩnh ấy. Tính sai lệch tĩnh đường nó không ạ? Đường không là đường nào? Đường cao nhất á? U định mức ạ? Ừ, thế thì không đúng rồi. Ui. Không đúng nhá. Không đúng nhá Thắng nhá. Vâng ạ. Đào Đức Anh đâu? Đào Đức Anh ơi. Đào Đức Anh đi đâu rồi? Alo. Đào Đức Anh đâu nhỉ? Không có đây à? Thế thì điểm danh ở đây làm sao mà tin tưởng được? Đào Đức Anh đang đi đâu rồi này? Đào Phương Tuấn nào? Đào Phương Tuấn có đấy không? Có. Ừ, Tuấn ơi, thế khi mà tính toán sai lệch tĩnh thì mình tính cho đường nào? Và vì sao mình tính như thế? Tính cho đường nào? Em thua là đường nào n mấy? Đường nào? Đường số mấy? đường số 4 ạ. Đúng rồi, mình tính cho đường số 4. Nhưng tại sao khi mình tính toán mình lại tính cho đường số 4 mà mình không tính cho đường số 1? À, đường định mức. Đường U định mức mà lại tính cho đường U4 là tại sao? tại tính Tại sao mình không tính cho đường đường có tại N0 ấy, mình lại tính cho đường có N4? Tại sao mình không tính cho cái đường cao nhất này này mà mình lại tính cho đường thấp nhất? Có biết không? không ạ. Không nha, bởi vì là bây giờ nhá, các em nhìn nhá, cái công thức của chúng ta là N0 chứ N định mức và chia cho N0. Thế thì cái đường thấp nhất thì có N0 là lớn nhất hay nhỏ nhất? Nhỏ nhất ạ. Nhỏ nhất. Như vậy thì cái ST ở đường đường thấp nhất này là lớn nhất hay nhỏ nhất? ST là lớn nhất. Là lớn lớn nhất đúng không? Vì cái mẫu Vâng ạ. nhỏ càng nhỏ thì có phải cái phân số đấy nó càng lớn không? Đúng không? Vâng. Thế thì cái đường thấp nhất là sai lệch tĩnh lớn nhất. Thế thì nếu như mà cái anh thấp nhất này này, cái anh đường thấp nhất này này mà sai lệch tĩnh nó đảm bảo yêu cầu là nhỏ hơn ST cho phép. Thế thì các cái đường còn lại này nó cũng sẽ thỏa mãn thôi. Cho nên khi mà mình tính toán ấy là mình sẽ tính toán cho cái sai lệch tĩnh ở cái đường 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 thấp nhất. Bởi vì đường thấp nhất là có sai lệch tĩnh lớn nhất, các em nghe ra chưa? ạ. Nhá. Thế thì mình tính ở đường này mà thỏa mãn là tất cả các đường còn lại nó thỏa mãn. Thế thì đây cô ở đây nhá, là cô sẽ tính toán cho cái sai lệch tĩnh nhưng mà cô không nhân với 100%, tức là sai lệch tĩnh này là sai lệch tĩnh tương đối, nghe ra chưa? Cái phần tử số này này là sai lệch tĩnh tuyệt đối, nhưng khi chia cho N0 ấy thì nó là sai lệch tĩnh tương đối nhưng mà cô không nhân 100% vào đây. Thì sau đó thì cô chia chia N0 min cho N0 min thì được 1, và trừ đi n định mức trên N0 min thì chúng ta sẽ được biểu thức như thế này. Và cô rút N0 min ra nhá, N0 min ra thì chúng ta sẽ được là, các em thử thử rút ra xem có được không nào, là n định mức chia cho 1 trừ đi ST. Đấy. Được chưa? Thì cái phần N0 min trừ đi n định mức này này nó chính là delta n, tức là độ sụt tốc độ. Đây cô vẽ đây nhá, đây n0 trừ đi n định mức ở đây
thì nó chính là cái độ sụt này chính là delta n độ sụt tốc độ, được chưa? Thế thì cái độ sụt tốc độ đấy nó sẽ bằng st nhân với lại n không min, được chưa? Rồi mẹ cảm ơn. Thôi đi xuống nhà xem tivi đi. Nhìn ra cái chỗ này chưa? Con đi xuống bảo ông mở cổng đi, hoặc là bố xuống mở cổng đi. Được chưa? Thế xong đến chỗ này nhá, đến chỗ này thì có phải là D, D thì bằng cái gì? Công thức tính giải điều chỉnh là D là bằng gì nhỉ các em nhỉ? Xin mời bạn Hờ Nhung nào. Đào thì ông Nhung nào. Đào thì ông Nhung đâu? Nhung ơi. Dạ. Đi đâu? Giật cả mình. Ừ. Nhung ơi, cái dạ. Cái D tính như nào nhỉ? Giải điều chỉnh tính nào? Cô quên mất rồi. Cái D mình công thức tính tính D, tính giải điều chỉnh thì tính nào nhỉ Nhung nhỉ? Đó. D thì bằng cái gì chia cái gì? Giải điều chỉnh ý. Đây nha, công thức đây, công thức tính D đây. Đây, công thức tính đây. Có phải là D thì bằng N max trên N min đúng không? Vâng ạ, em quên cô ạ. Quên cái gì? Đây nhá, thì nếu mà em tính toán ở cái điểm trung tải thì nó sẽ là N không max trên N không min, được chưa? Như vậy thì N không min sẽ bằng gì? N không min sẽ bằng gì? N max chia cho D ạ. Đúng rồi, N không max chia cho D. Rồi, đây ok, thế đây nhá. Đây. Đây, nó sẽ bằng là thay vào đây là N không max chia cho D. Được chưa? Thế thì cái N không max mà thay vào đây này, nếu mà ta tính cho cái đường cao nhất này thì n không mắc của nó sẽ là bằng n định mức, cũng bằng n định mức mà chia cho 1 trừ st. Thì đây, thay vào đây nhé, st giữ nguyên này, n không mắc này thì sẽ bằng là n định mức chia cho 1 trừ st, còn d này là ở đây đấy. Các em nhìn thấy cái chỗ biểu thức này chưa? Đây cô viết hai dấu bằng để tí cô xóa nào. Cái chỗ này, cái chỗ này là cái chỗ độ sụt tốc độ như này, các đồng ý chưa? Mọi người đồng ý chưa? Dạ vâng ạ. Chép vào đi, chép vào cái chỗ này đi. Thế thì n nhá, n ở đây thì nó sẽ bằng là n không mà trừ đi theo cái phương trình đặc tính cơ thì chúng ta sẽ có là ví dụ như là nếu mà là omega nhá, omega thì bằng omega không trừ delta omega đúng không? Thì nếu mà đây mình dùng cái công thức là n thì nó sẽ bằng n không trừ đi delta n. Được chưa? Thế nếu mà là ở điểm định mức ấy, thì chúng ta sẽ có là n định mức bằng n không trừ đi delta n định mức. Và cái delta delta n này chính là cái delta n này luôn này, chính là cái giá trị này luôn. Cái giá trị bên trên này luôn. Kiên giỏi nha. Mẹ đỡ hơn rồi đi Vũ Tuấn ạ. Chắc là có cái giảm đau đỡ. Chép xong đoạn này đây. Chép xong đi. Chép lên. Chép xong chưa? Chép lên lên. Phi đâu nhỉ? Đỗ Văn Phi đâu? Mà không mở cam lên cho cô xem mặt cái. Dạ cô ơi. Phi chép xong chưa? Em đang chép rồi ạ. Phi hành. Thế mọi người không thể bật cam lên cho cô nhìn được à? Bật ngay. Dạ có cô nhưng mà có nhưng làm sao? Cô không thì cô nhìn được hết đâu mà. Nhìn được hết. Cam đi. Nhìn được hết chứ. Nhìn được hết chứ nhỉ? Nếu mà nhìn, cô nhìn ở trên điện thoại chắc không hết đâu luôn. Cái này cô chỉ nhìn được một người thôi. Nguyễn Văn Long rời cuộc họp. Sao Long lại rời cuộc họp nhỉ? À, cô ở đây, đây nó tin. Nó thỉnh thoảng nó cứ bị ao ra cô. Thế à? Cô tưởng là cái này là vào nó không bị ao đâu. Nó đỡ hơn Zoom đấy. Cái Zoom do mạng thôi cô ạ. Thế à? Cô thấy dùng Zoom thích hơn đấy nhỉ? Thích hơn cái này đúng không? Con này không bị ao ra đâu. Cái này. Đấy, thế mỗi anh Thìn để xem nào, mẹ xem anh khác nào. Không còn anh nào nào. Nào. Rồi các cô cậu nào. Cô cậu cơ. Không, ở đây mẹ không gọi là các cô cậu.
gọi là các bạn. Cô cậu. Không, không gọi là cô cậu. Đây là bạn gì đây? Bạn này là bạn gì? Nào để mẹ xem nào. Tôn à? Yên, không bật cam. Bật cam em nhiễu lắm. Rồi. Bật cam chứ. Tại vì cái điện thoại của cô nó máy tính nó không sâu được, nó không có mic, cho nên là các em phải tắt mic. Cho cô thì cô thích mọi người bật mic lên để có gì cô hỏi mọi người trả lời cho cô. Nó đừng đi. Thế các em mà bật lên thì nó dè rú dí đây là hay như nào? Vâng, nó bị kiểu như lẫn hết âm thanh với nhau. Nếu yeah. Ừ, ok. Bật lên thì lại có tiếng chó sủa với tiếng khóc nhè. Thôi được rồi. Thôi, em không kịp nữa. Bọn em bị mất mic cô ạ. Yeah, thế cũng giống của cô à? Cũng giống dùng của điện cô. Thoại. Nếu mà không dùng được cái thiết bị gì thì dùng thiết bị khác thôi. Sáng hôm nay cô vừa on mà cũng không biết dùng cái tai nghe ấy, thế là nó còn không nói được, các em chẳng nghe được gì cả. Buồn quá, thế là đành phải thôi. Cô cũng không nghĩ ra, thế là bây giờ buổi chiều cô mới cắm cái tai nghe vào mới được ấy. Được chưa? Chỗ này xong chưa? Xong rồi ạ. Ừ, rồi nhá. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần bài số 3 rồi đấy, là cái bài thông số cơ bản và ảnh hưởng của các phương pháp điều khiển và tải rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo là bài số 4. Bài số 4 là nào? Đây. 140. Là bộ biến đổi bán dẫn trong hệ điện cơ. Thực ra cái phần này thì các em phải tưởng tượng được là thầy cô đang giới thiệu với các em về các cái bộ biến đổi nhé. Tức là ở đây trước khi mà đưa vào những cái hệ cụ thể, hệ tổng hợp điện cơ cụ thể, thì các thầy cô sẽ đưa cho các em về cái phần, về các cái phần bên ngoài của nó để phục vụ cho cái hệ thống của chúng ta. Đấy. Thế thì ở trong cái hệ thống của chúng ta thì cái phần cấu trúc tổng quát ấy, thì các em thấy có những cái khối nào nhỉ? Đào Ích Tùng nè. Tùng ơi, Tùng cho cô biết là và trong cái một cái hệ điện cơ ấy, thì gồm các cái khối gì? Gồm cái khối gì nhỉ? Khối gì? Khối gì nhỉ Tùng nhỉ? Bộ chỉnh lưu á, tại sao lúc nào cũng phải là chỉnh lưu? Không phải, ở đây đấy cái bộ chỉnh lưu chúng ta sẽ gọi một cách tổng quát nó là cái bộ nguồn nhá. Đấy, bộ nguồn đấy thì nó có thể chỉnh lưu hoặc nghịch lưu tùy thuộc vào cái loại động cơ, hiểu không nào? Hoặc là bộ biến đổi của nó có thể là bộ biến đổi máy điện. Đấy, chứ không cứ phải là lúc nào cũng phải là chỉnh lưu nhá. Chỉnh lưu. Bây giờ không hả Tùng? Vâng. Nào, cái đấy người ta gọi là bộ nguồn. Rồi nào, tiếp tục còn cái khối gì nữa nào? Khối gì nữa? Thế hôm trước thầy đã vẽ cho cái cấu trúc tổng quát đấy chưa? Thầy Kiên ấy. Không, thầy Kiên dạy. Vẽ rồi. À. Thầy vẽ rồi, thì còn khối gì nữa? Đây, cái cấu trúc tổng quát của một cái hệ điện cơ đây. Thế thì theo mọi người biết thì là cái hệ điện cơ là cái hệ như thế nào? Định nghĩa về hệ điện cơ cho cô thế nào? Thúy, Dương Thị Thúy nào? Thúy định nghĩa cho cô thế nào được gọi là hệ điện cơ? Em cô là hệ điện cơ là hệ gồm nhiều thiết bị được ghép nối lại nhằm nhiệm vụ biến đổi năng lượng đầu vào về năng lượng cơ đầu ra trên máy sản xuất và có điều chỉnh dòng năng lượng này theo công nghệ cần ạ. Ừ. Tức là nhiệm vụ của chúng ta là biến đổi các cái nguồn năng lượng như là điện, đúng không? Ví dụ như là nguồn năng lượng điện biến thành điện năng thành cơ năng, đúng không? Và khống chế cái quá trình biến đổi cơ năng đó một cách tự động, đúng không? Người ta gọi là hệ điện cơ. Đây, cái cấu trúc tổng quát của nó đây. Đây, cái cấu trúc tổng quát của cái hệ điện cơ đây. Thì gồm các khối nhá. Đây này, đây là bộ nguồn này. Đấy nhá. Thế cái R là cái khối gì hả Thúy? R là khối gì? Khối này nè. Khối gì? Cô ấy. R là khối. Khối gì? Đây, chết dở nhỉ. Có đứa nó vừa nhắc ra đấy. Nhận tín hiệu. Đây là khối thiết bị ạ. Khối thiết bị, cái nào cũng là thiết bị hết.
Thì nghĩa thế thì chung chung quá cũng được. Khối R là khối gì? Bộ điều chỉnh, đúng rồi, bộ điều chỉnh. Bộ điều chỉnh này nó có nhiệm vụ làm gì? Là Thúy. Yeah. Mình quan tâm vào trong cái hệ thống của mình ấy, là mình quan tâm nhiều đến cái phần bộ điều chỉnh ấy đấy. Hệ điện cơ mà bây giờ mình phải cái bài toán của mình là bài toán tổng hợp đúng không? Và mình phải nghiên cứu về cái mạch mạch này người ta gọi là mạch điều chỉnh này. Tức là nó sẽ nhận tín hiệu đầu vào là giữ cái tín hiệu đặt và cái tín hiệu phản hồi này, đúng không? Nó ra cái sai lệch ở đây được chưa? Cái sai lệch này tín hiệu nó rất là nhỏ thì người ta phải khuếch đại nó lên để tạo ra một cái tín hiệu lớn là ưu điều khiển và gửi đến cái bộ biến đổi à gửi đến cái đúng rồi, bộ nguồn này, đúng không? Để điều khiển cái động cơ cho nó phù hợp. Thế thì cái mạch khuếch đại này nó sẽ quyết định đến cái chất lượng để điều khiển cái anh này, anh động cơ này. Đấy. Và cái anh cái chất lượng của cái anh động cơ này sẽ đưa đến cái điều chỉnh tải. Đấy. Điều khiển cái anh tải này. Thế cho nên là cái phần mình quan tâm ấy ở trong cái phần môn tổng hợp về điện cơ là ta quan tâm đến bộ điều chỉnh này. Kể cả sau này chúng ta chỉ mấy tuần nữa khi mà lên lên trường ấy, chúng ta sẽ đi thực hành chuyên ngành ấy, thực hành tổng hợp về điện cơ ấy, thì các em sẽ phải tự thiết kế cái mạch hiệu chỉnh này để đưa vào cái hệ thống, trong một cái hệ thống. Các phần này các thầy cô làm sẵn cho các em hết rồi. Nhiệm vụ của các em là phải làm thiết kế cái bộ điều chỉnh này để kết nối với các cái phần tử còn lại của các thầy cô và kiểm tra xem là với cái bộ điều chỉnh của mình như thế thì chất lượng đầu ra có tốt hơn không. Đấy. Thì cái nhiệm vụ của chúng ta là như thế, nhiệm vụ của cái môn học là như thế nhá. Các em đã hiểu được cái mục đích chưa? Đấy. Thế thì cái phần bộ nguồn này là gì? Cái bộ nguồn này là cái gì? Thì chúng ta sẽ quan tâm ở trong cái bài số 4 này. À, bộ biến đổi bán dẫn trong hệ điện cơ. Thì ở đây bộ biến đổi bán dẫn thì thực ra có rất nhiều loại bộ biến đổi nhá. Có rất nhiều loại biến đổi tùy thuộc vào cái động cơ này sẽ có những loại biến đổi như sau nhá. Ví dụ như bộ biến đổi mà với động cơ này là động cơ điện một chiều thì có những loại bộ biến đổi nào nào? Xin mời bạn Dương Văn Hiệu nào. Hiệu ơi. Hiệu đi đâu rồi? Tí nữa cô mà điểm danh ở đây mà cô không thấy trả lời nhá là tí cô đánh dấu vào, không 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 on không học. Hiệu đâu nhỉ? Dương Văn Hiệu đâu? Không thấy Hiệu. Rồi, Hoàng Tú Uyên. Uyên ơi. Dạ. Nào, cô hỏi với động cơ điện một chiều thì bộ biến đổi sẽ là những bộ loại nào? Loại bộ biến đổi gì? Nào. Động cơ điện một chiều thì có bộ biến đổi là gì? Có những loại bộ biến đổi nào? Gì nào? Bộ gì nào? Ở trên này, trong này cô chả nhìn ấy. Để cô xem nào. Yên bật cam cho cô xem nào. Bạn Yên là bạn nào? Mỗi mình Tôn bật mình cam. Đâu Uyên đâu? Nào xem Uyên nào. Rồi cô nhận ra bạn Uyên rồi. Dạ. Em không mở được mic cô ơi. Bạn nào Dương Văn Hiệu á? Ô. Rồi. Uyên ơi, Uyên nói cho cô biết xem động cơ điện một chiều thì có những cái loại bộ biến đổi nào có thể cung cấp cho động cơ điện một chiều nhỉ? Thưa cô là bộ biến đổi xoay chiều một chiều. Ừ, đấy người ta gọi là bộ chỉnh lưu nhá, đúng không? Tiếp tục và... đi. Gì nữa? Hết rồi à? Hết rồi à? Mỗi thế rồi à? Em bộ nhớ. Gì nữa? Còn bộ gì nữa? Bạn này là bạn gì nhỉ? Thúy? Ừ. Thúy nói tiếp nào. Thúy nào. Còn bộ gì nữa Thúy nhỉ? Em cô là còn bộ biến đổi một chiều ạ.
À, một chiều người ta gọi là bộ sung áp đúng không? Ừ. Đúng không? Bộ biến đổi. Thế bộ bộ biến đổi gì nữa nhỉ? Còn một loại nữa. Bộ biến đổi máy điện được không? Máy điện. Bộ biến đổi máy điện này, dùng hệ thống máy phát động cơ ấy, có được không? Được mà, nó cũng là bộ biến đổi đấy chứ. Bộ nguồn này, máy phát này, máy phát cung cấp cho động cơ điện một chiều. Có mà, đúng không? Vâng. Trong môn học cơ sở truyền động điện các thầy cô có dạy rồi mà, đúng không nhỉ? Yeah. Thế thì nếu mà động cơ điện xoay chiều thì các bộ biến đổi đây sẽ là cái gì đây? Bộ biến đổi xoay chiều này. Cô gọi bạn khác nhé. Cô vừa kiểm tra xem là chúng nó đi học như nào. Lương Xuân Khang, Khang ơi. Khang nào. Khang ơi. Sao không thấy Khang ở đâu nhỉ? Khang đi chơi à? Hay ngủ? Hay Khang đang ngủ? Nào, Lê Thị Hiền à? Lớp mình nhiều con gái ghê. Hiền ơi. Dạ. Bật mic lên xem cái nào. Ô, em bật rồi ạ. Bật loa lên xem nào. Ô, em bật, bật rồi. Bật cam. Quên, để xem bạn Hiền là bạn nào. Tối thế. Tối hả? Em ở trong phòng. Em ngủ chưa? Dạ không ạ. Rồi, Hiền ơi, cô hỏi thế bây giờ bộ biến đổi xoay chiều thì động cơ xoay chiều thì dùng bộ biến đổi là cái gì được? Em theo cô, bộ xoay chiều thì mình dùng bộ biến đổi xoay chiều một chiều ạ. Xoay chiều một chiều, động cơ xoay chiều mà dùng bộ biến đổi xoay chiều một chiều. Động cơ xoay chiều thì dùng bộ biến đổi xoay chiều ạ. Ờ đúng rồi. Xoay chiều này gì nữa? Một chiều xoay một chiều xoay chiều là bộ nghịch lưu đấy đúng không? Vâng. Rồi. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng cái máy phát xoay chiều giống như là ở ở nhà mình ấy. Ở nhà mình dùng các cái máy phát để khi mất điện rồi thì mình dùng đấy. Vâng. Ờ thì có thể dùng máy phát xoay chiều nữa. Đấy, như vậy có cái bộ nguồn. Có bộ nguồn như thế nhá. Thế thì những cái bộ nguồn đấy thì ta đã đều được học ở bên môn môn cơ sở truyền động điện rồi, cô không phải nhắc lại nữa. Thế thì ở đây thì cô chỉ muốn nói với các em là với những cái nguồn mà bây giờ mình tạo muốn tạo điện áp cao ấy thì làm như thế nào, đúng nhỉ? Để tạo điện áp cao thì cô đóng cái cửa để ổn quá. Chưa? Nào. Tiếp tục nha. Thế bây giờ người ta muốn làm nào để cho cái điện áp đặt vào cái động cơ này cao lên? Là với bộ biến đổi bán dẫn ấy thì người ta làm như thế nào? Đúng nhỉ? Thì người ta có các cái mắc tách mắc là bộ biến đổi như thế nào? Thế mà muốn làm cho cái dòng dòng lớn thì làm nào? Thì chúng ta nội dung đấy chính là ở cái bài 1.4. Đây. Thì với cái bộ máy điện ấy thì để tạo điện áp cao và dòng lớn thì ta dùng cái máy phát là công suất lớn đó. Thế nhưng mà với bộ biến đổi bán dẫn thì làm như nào để ta có thể tạo được điện áp cao và dòng lớn, chúng ta dùng như sau. Đây, với động cơ công suất lớn và điện áp cao
thì làm như nào để tạo ra được cái điện áp cao thì người ta sẽ mắc mắc nối tiếp hai cái bộ biến đổi với nhau. Nước ở bên kia có rồi mà. Đây nhá. Với cái muốn điện áp cao thì ta sẽ mắc nối tiếp hai cái bộ biến đổi như thế này. Các em vẽ hình vào cho cô đi. Vẽ hình vào đi. Vẽ hình này. Đấy. Thì cái điện áp UD, U đầu ra này này thì sẽ bằng U1 cộng U2 thì điện áp nó sẽ cao lên. Được chưa? Đấy, hai bộ biến đổi hình cầu 3 pha mắc nối tiếp. Vẽ hình đi, vẽ đi. Xong chưa? Vẽ xong chưa? Chưa.
Xong chưa? Vẽ xong chưa? Đây rồi ạ. Đây nhá. Muốn điện áp cao thì ta sẽ mắc hai bộ biến đổi mắc nối tiếp này. Đấy. Thì tạo ra cái điện áp đầu ra này là điện áp một chiều lớn. Thế thì tại sao người ta lại lại đấu theo cái kiểu là một một bộ biến đổi thì đấu theo kiểu tam giác, còn một bộ biến đổi theo kiểu sao? Đấy, thì mục đích đây. Đây, mục đích của người ta nhá là làm cho cái góc pha của điện áp đầu ra lệch nhau 30 độ thì tổng cộng tạo thành mạch chỉnh lưu có cái quy quy lớn. Quy lớn thì để làm gì nhỉ các em nhỉ? Theo các bạn quy lớn để làm gì? Cái đập mạch lớn thì để này làm sao? Đó, quy lớn thì làm sao nhỉ? Để cô nhìn thấy Loan đâu nhỉ? Con ao à? Con ao ra rồi. Ở đây, Lê Thị Loan đây. Rồi, nào Loan cho cô biết nào. Loan ơi. Loan đi đâu rồi? Mic hỏng à? Tuyên giơ tay thì phát biểu đi. Tuyên ơi, Tuyên giơ tay Tuyên phát biểu đi. Tuyên ơi. Tôi bạn Tuyến cô ạ. À Tiến à, Tiến giơ tay Tiến phát biểu đi. Nhưng mà Tuyến không bấm mic à? Thế Uyên nào, theo Uyên thì cái quy quy cao quy lớn thì để làm gì, mục đích để làm gì? Hả? Có biết không? Thế thì tại sao các bạn lại thấy là cái sơ đồ, ví dụ nha, cô ví dụ nếu cái chất lượng điện áp ra của sơ đồ hình cầu 3 pha với hình tia 3 pha thì cái nào tốt hơn? Theo các em hình nào tốt hơn? Cầu 3 pha chất lượng cao. Tại sao? Đúng rồi, tại sao cầu 3 pha lại có chất lượng cao hơn? Vì cái đập mạch của nó bằng mấy? Quy bằng mấy? 6 ạ. Đúng rồi, bằng 6. Trong khi hình tia thì quy bằng 3 đúng không? Như vậy là đập mạch càng lớn thì cái chất lượng điện áp ra nó càng bằng phẳng, càng tốt hơn. Đấy. Thế cho nên là ở đây người ta thiết kế theo cái kiểu là một anh thì đấu với tam giác, một anh đấu với sao ấy, để cái đập mạch nó lệch nhau đi. 6 mỗi bộ là 6 đập mạch đúng không? Như vậy lệch nhau 30 độ thì như vậy là tổng cộng cái đập mạch của nó là 12. 12 quy bằng 12 thì chất lượng điện áp ra của nó tốt hơn. Đấy, chất lượng điện áp ra của nó tốt hơn. Thế thôi. Mục đích là nó bằng phẳng hơn một chiều mà, điện áp một chiều mà. Hiểu chưa nào? Đấy, nha, nghe ra chưa? Ở nhà học sướng nhỉ? Ăn hết bánh chưng chưa? À, mọi nhà ăn hết bánh chưng nha, các em ăn hết bánh chưng chưa? À? Chưa cô ạ. Chưa cô ạ. Tiếp. Thế à, cứ khi nào ăn hết đi rồi đi lên học là vừa nhỉ? Toàn bánh trưng rán thôi cô ạ. Ừ, toàn ăn bánh trưng rán thôi, nhà cô cũng thế, gói đẫy vào, xong bây giờ tra tấn, suốt ngày phải ăn bánh trưng rán, chán lắm rồi. Nhà em vừa gói, lại gói tiếp cơ à, gói lắm thế, ăn Tết lại à? Ở nhà với bố mẹ thôi, cố gắng ở để cho nó tăng cân. Ăn hết cái Tết nữa, sau lên học cô ạ. Bố mẹ em nghe tin được ở nhà lâu quá. Các em thì còn lâu đã được đi học. Bởi vì là dịch như này chắc các em phải học online. Thì đợt này cô Nghi còn đã học on lâu hơn năm ngoái nên.
Năm nay dịch như này chắc là còn lâu nó được đi học. Chắc là chỉ có các em bé học cấp 1, cấp 2 ở tại tỉnh thì được đi học thôi. Chứ còn sinh viên đại học thì chắc là các em không được lên đâu. Không được đi lên sớm đâu. Mà sao các em cũng thiệt thòi nhỉ? Năm nào 2 năm rồi đấy nhỉ? Năm ngoái cũng như này đúng không? Uyên bôi cái gì mà ghê đấy? Mà sao tóc dạo này vàng thế? Đi nắng nhiều hay sao mà vàng thế? Hả Uyên? Không phải đâu ạ, màu cam của em nó bị thế ạ. Thế à, tưởng là tóc đỏ như thế này. Tóc nổi bật em màu thế. Đen đấy cô ạ. Năm nay không được, còn không được đi chơi nữa nhỉ? Không được đi chơi chùa hoặc các kiểu nữa. Ở nhà mãi chán không? Xong mấy hôm nữa đi lên học thì lại học học cấp tốc nữa, cấp tập nữa, vừa đi học lý thuyết lại vừa đi thực hành lên, dồn dập nữa, vất vả đấy. Nha, tiếp tục nha, đây. Thế bây giờ muốn tạo ra dòng lớn thì làm nào? Đây. Đây. Động cơ công suất lớn và dòng lớn, muốn muốn tạo ra cái dòng lớn này để cung cấp cho cái động cơ công suất lớn ấy. Thì người ta sẽ mắc nối tiếp. Đây, mắc song song hai bộ biến đổi này với nhau. Đây. Các em vẽ cái hình này vào cho cô đi. Đây, đây là mắc hai bộ biến đổi mắc song song để tạo ra dòng lớn. Tạo ra dòng lớn thì người ta sẽ mắc hai bộ biến đổi song song với nhau thì sẽ tạo ra cái dòng lớn hơn, chính là cái dòng y này sẽ tăng lên này, dòng y này sẽ lớn hơn. Đây là y1 và đây là y2. Tuyên vẽ xong chưa? Tuyên vẽ xong chưa? Nguyễn Văn Tuyên. Tuyên ơi, Tuyên vẽ xong chưa? Tuyên. Nói nhỏ đi. Trần Văn Sơn đâu? Vẽ xong chưa? Xong rồi cô ạ. Nhưng thế cơ à? Uyên nó vẫn đang vẽ này, nó đã vẽ xong đâu.
đây người ta cũng mắc hai cái đầu vào này này, hai cái máy biến áp, một cái thì theo kiểu là tam giác, một cái theo kiểu tam giác, còn một cái thì theo kiểu sao đấy, cũng để tăng cái đập mạch lên quy lên thôi. Xong chưa? Mọi người vẽ xong chưa? Rồi ạ. Nhá, y ở đây sẽ bằng y1 cộng y2 nhá. Thì dòng nó sẽ lớn lên nhá. Đấy, như vậy là chúng ta xong cái mục là tạo ra điện áp cao và tạo ra dòng lớn rồi, có không? Thì chúng ta thực hiện, nếu như muốn tạo ra điện áp cao thì chúng ta sẽ dùng hai cái bộ biến đổi mắc nối tiếp. Còn tạo ra dòng lớn thì chúng ta sẽ dùng hai bộ biến đổi mắc song song, được chưa? Đấy. Thế bây giờ vấn đề về đảo cực tính điện áp bộ biến đổi thì ta làm như nào? Đây, mục tiếp theo là 4.1.4 là đảo cực tính điện áp bộ biến đổi. Đảo cực tính điện áp bộ biến đổi. Đảo cực tính điện áp bộ biến đổi thì đây cái phương án thứ nhất đây là người ta sẽ dùng cái bộ tiếp điểm thuận ngược, đây là n đấy, sót mất chữ n đây. Em vẽ cho cô cái hình 1.6 rồi nhé, là mạch mạch điện, mạch điện này đảo chiều bằng bộ biến đổi bằng bằng cái tiếp điểm thuận ngược. Vẽ cái hình này vào cho cô này. Cái cuộn kháng này các em vẽ đơn giản thôi, vẽ là cái cuộn cảm thôi là được rồi, cuộn kháng CK này này. Được chưa? Được rồi cô. Thế thì bạn nào vừa nói đây? Bạn nào vừa bảo rồi đây? Bảo cô nào? Nào bạn vừa nói là rồi, nói cho cô biết là ưu điểm của cái bộ này là gì? Ưu điểm là gì? Đâu rồi? Dạ dạ đây ạ, Thìn dạ à? Đây À, Thìn à? Thìn ơi, ưu điểm của bộ này là gì? Có đơn giản không? Dạ Bộ này có đơn có. giản không? Có Dạ đơn có. giản đúng không? Giá thành thì thấp Ừ. đúng không? Anh thấp Thế nhưng vâng. nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm có thể là Nếu mà cái này nó đóng cắt nhiều thì nó sẽ sinh ra cái gì? Sẽ làm nào? Có sinh ra tia lửa điện không? có Nó sinh làm tia hỏng. điện để làm hư hại đến các thiết bị Làm là không? rồi nó làm hỏng cả chính cái dụng cụ này, cả cả cái tiết điểm này luôn đúng không? Nếu mà Vâng. với yêu cầu đảo chiều nhiều lần trong quá trình làm việc ấy, thì cái với cái hệ thống mà yêu cầu đảo chiều nhiều lần thì dùng cái bộ tiết điểm này không thuận lợi. Nhà nó rất là đơn giản mà cái đảo chiều nó rất là chậm bởi vì nó dùng các cái công tắc tơ đóng Dạ cắt vâng các ạ. cái tiết điểm này, cho nên là nó cái nhược điểm của nó thì rất là nhiều nhưng mà nó rất là rẻ tiền. Cái ưu nhược điểm của nó thì ở phần trên này đây. Thế nhá. Với những cái bộ mà dùng cái bộ có tiết điểm này thì cái phương án này là rất đơn giản này, rẻ tiền này,
Nhưng mà nếu có các công cái tác tơ này thì phải đóng cắt thường xuyên, thì tiếng ồn lớn này, tuổi thọ thấp này, thời gian tác động riêng của quy củ cắt lớn, tức là nói chung là cái việc đóng cắt của nó là lâu lâu, thời gian trễ lớn đấy, chỉ dùng ở những máy công tác mà không thường không không đảo ít đảo chiều thôi thì người ta mới dùng cái bộ TN này, bộ tiếp điện thuận ngược đấy thôi. Thế còn với những cái hệ thống mà yêu cầu đảo chiều nhiều lần trong quá trình làm việc thì không ai người ta làm cái bộ tiếp điện thuận ngược cả. Em ghi cho cô cái phần ưu nhược điểm này vào đi. Bắt đầu chép từ cái hình A này, phương án này thì đơn giản này, rẻ tiền này. Đấy là ưu điểm này, còn nhược điểm là phải đóng cắt thường xuyên này, tiếng ồn lớn này, tuổi thọ thấp này. Chưa? Thì cái hệ thống TN đảo chiều điện áp đặt mặt phần mạch phản ứng ấy, mà dùng bộ tiết điểm TN thì chỉ dùng cho những cái hệ thống mà không yêu cầu đảo chiều nhiều lần trong quá trình làm việc thôi nha. Được chưa? Cái chỗ này ghi được chưa? Xong chưa? Sợ bị hỏi. Ừ, rồi ok, xong rồi đúng không? Rồi nha. Thế bây giờ khắc phục cái nhược điểm này là người ta dùng cái bộ gì nhỉ? Để khắc phục cái nhược điểm là chỉ dùng với những cái hệ thống mà ít đảo chiều thôi. Thế bây giờ đảo chiều nhiều thì dùng bộ nào được? Bộ gì được nhỉ? Bộ. Bộ gì? Đây, để tránh nhược điểm của đóng cắt, ta sử dụng hai bộ biến đổi mắc song song ngược, đúng không? Để đảo chiều dòng điện phản ứng động cơ. Đây. Em ghi đi. Để khắc phục cái nhược điểm này thì ta sử dụng hai bộ biến đổi mắc song song ngược. Dùng hai bộ biến đổi mắc song song ngược. Để đảo chiều dòng điện phản ứng động cơ. Để đảo chiều dòng điện phản ứng động cơ. Đây, hai bộ biến đổi mắc song song ngược đây. Vẽ hai bộ biến đổi mắc song song ngược vào đi. Vẽ cái hình vẽ này vào đi. Cái cuộn kích từ này các em vẽ cho cô, viết thêm cho cô dấu cộng dấu trừ vào đây nhá. Chỗ cái CKD ấy, thì cái nguồn ở đây là nguồn một chiều. Viết dấu cộng dấu trừ vào đây cho cô.
Thúy ơi, nói cho cô biết xem là có mấy phương pháp để khống chế hai bộ biến đổi mắc song song ngược này. Thưa cô là có hai phương pháp ạ. Phương pháp thứ nhất là gì? Nó là khống chế pha đứng và khống chế... Không phải. Khống chế theo pha đứng hay pha ngang hay là diode hay cực tốc, đấy là cái phương pháp mà điều khiển cái một cái kênh điều khiển thôi. Thế còn ở đây là khống chế hai bộ biến đổi mắc song song ngược cơ mà, thì mình có mấy phương pháp để điều khiển hai bộ biến đổi mắc song song ngược này, mình có mấy phương pháp? Mấy phương pháp nhỉ? Có ai giơ tay không? Các bạn nào giơ tay không? Không thấy ai giơ tay à? Học rồi, học bên cơ sở truyền động điện rồi. Có phương pháp nào nhỉ? Quên à? Có hai phương pháp, Loan bảo hai phương pháp, Loan ơi, Loan trả lời đi. Em quên rồi cô ạ. Có hai phương pháp thì em quên rồi cô ạ. Nào bạn nào nhớ nào? Nào bạn nào nhớ? Để điều khiển hai bộ biến đổi thì người ta có hai phương pháp là đúng. Uyên đi đâu rồi mà rời cuộc họp ơi? Giờ làm gì ấy, đến giờ nấu cơm. Nguyễn Xuân Quyết này. Thế đây. Dạ. Thế có nhớ cái phương pháp điều khiển hai bộ biến đổi này không? Dạ em không ạ. Không ạ. Thế thì học môn cơ sở truyền động điện giả lại hết cho thầy cô rồi. Ai ai dạy lớp mình cơ sở truyền động điện nhỉ? Thầy Sơn. Ông Sơn á? Vâng. Thế thì cái phần cuối của cái phần chương động cơ điện một chiều nhá, thì người ta có hai cái bộ biến đổi mắc song song ngược này, người ta có hai phương án đúng không? Phương án thứ nhất là điều khiển riêng rẽ. Điều khiển riêng rẽ nghĩa là cái gì nhỉ? Cho từng bộ chỉnh lưu tác động. Cho từng bộ làm việc một đúng không? Ví dụ bộ chỉnh lưu một này làm việc thì bộ hai này nghỉ, là làm việc là chuyển, người ta gọi là điều khiển riêng. Riêng tức là riêng rẽ, anh này làm việc thì anh này nghỉ. Hoặc là anh hai làm việc thì anh một lại nghỉ, người ta gọi là điều phương pháp điều khiển riêng, đúng không? Và phương pháp thứ hai là phương pháp điều khiển chung. Phương pháp điều khiển chung hay người ta còn gọi là phương án là điều khiển phương pháp tuyến tính ấy. Còn cái phương pháp điều khiển riêng người ta gọi là phương pháp điều khiển độc lập, đúng không? Còn phương pháp điều khiển chung là phương pháp điều khiển phối hợp. Ở đây có hai loại là tuyến tính và phi tuyến, thì chúng ta học chủ yếu là tuyến tính thôi. Tức là gì? Nếu anh bộ chỉnh lưu 1 để làm việc ở chế độ chỉnh lưu thì anh bộ biến đổi 2 sẽ là cũng được làm việc, nhưng làm việc ở chế độ là chờ nghịch lưu. Đấy, khi anh bộ biến đổi 2 mà làm việc ở chế độ nghịch lưu thì anh bộ biến đổi 1 làm việc ở chế độ là chờ chỉnh lưu. Đấy. Thì cái phương án đó người ta gọi là phương án là điều khiển là phối hợp. Giữa hai cái bộ biến đổi này nó sẽ phối hợp với nhau để nó làm việc. Đúng nhỉ? Đấy thì có hai phương án như thế để điều khiển hai cái bộ biến đổi này. Thế thì phương pháp điều khiển độc lập thì nó có ưu điểm là điều khiển nó cũng dễ dàng hơn, là mỗi anh này làm việc anh kia nghỉ. Nhưng mà để mà anh này anh một làm việc anh hai nghỉ được ấy, thì nó lại phải có một cái mạch logic rất là phức tạp. Đấy. Cái nhược điểm của phương án điều khiển riêng là thế. Cho nên là khi mà anh hai khóa chắc chắn rồi, hoặc là anh một khóa chắc chắn rồi anh hai mới làm việc chẳng hạn, thì sẽ mất một khoảng thời gian trễ, cho nên dòng nó sẽ bị gián đoạn. Dòng do động cơ sẽ bị gián đoạn. Nhưng mà điều khiển phối hợp ấy, thì nó không mất cái khoảng thời gian trễ đó. Thế nhưng mà để điều khiển được phối hợp tuyến tính thì nó cũng phải đảm bảo là cái U điều khiển thuận và U điều khiển ngược là phải bằng nhau về giá trị nhưng mà trái dấu nhau. Đấy. Và thứ nữa ấy, là cái alpha 1 góc alpha 1 cộng góc alpha 2 phải bằng 180 độ, để đảm bảo là cái dòng cân bằng hiệu dụng là phải bằng không. Thì đấy chính là cái nội dung của hai cái phương án, hai cái phương pháp điều khiển hai cái bộ biến đổi này. Thì ở đấy khi chúng ta học cái môn cơ sở truyền động điện ấy là thầy giáo đã dạy rồi nha. Cái phần đấy thì thầy cô đã dạy rồi.
ở đây nhá. Ví dụ như bộ biến đổi 1 làm việc thì có phải dòng nó đi như thế này. Đấy. Nhưng khi bộ biến đổi 2 làm việc thì dòng nó lại đi như thế này. Ngược lại, cho nên là hai cái dòng điện nó sẽ đảo chiều. Khi mà dòng điện đảo chiều thì sẽ dẫn đến cái gì đảo chiều? Các em. Viên lại vào được rồi, Viên bị ao à? Nguyễn Tiến Công nào, Nguyễn Tiến Công cô biết nào? Dạ. Công ơi. Dạ. Khi mà dòng điện đảo chiều thì cái gì nó sẽ đảo chiều Công? Moment động cơ đảo chiều. À, moment đảo chiều thì khi moment đảo chiều thì dẫn đến cái gì sẽ đảo chiều? Động cơ. À đúng rồi, bạn Công nói rất là đúng không? Bởi vì moment tính theo công thức nào nhỉ Công nhỉ? M bằng gì? K. M bằng gì nhỉ? Moment, moment tính như nào? M bằng K phi y đúng không? Phi y đảo chiều thì moment đảo chiều thôi. Khi moment đảo chiều thì omega đảo chiều. Sẽ làm cho cái động cơ quay theo chiều ngược lại. Đấy, thấy chưa? Thì đấy, muốn đảo chiều quay thì chúng ta có. Đây là phương án là điều đảo chiều điện áp hay là dòng điện đột mạch cứng nhá. Thế người ta còn có phương án đảo chiều nào khác không? Theo các em còn phương án đảo chiều nào khác không? Đây là phương án đảo chiều dòng điện phản ứng hoặc là điện áp đặt mạch phản ứng đúng không? Thế còn phương án nào nữa nhỉ? Dương Đức Minh. Minh ơi. Rất khó. Còn phương án nào nữa Minh nhỉ? Đảo chiều cái gì nữa? Đảo chiều cái gì nữa? Em không nhớ. Em không nhớ. Ôi trời chết rồi. Có hai phương án đảo chiều quay của động cơ. Bởi vì moment nhá Minh nhá, moment công thức tính là M thì bằng K phi nhân với Y. Minh tập trung này. K phi nhân với Y. Thế thì nếu như một là mình đảo chiều Y hoặc là mình đảo chiều từ thông phi. Nếu như mình muốn đảo chiều Y thì ta phải giữ nguyên từ thông phi. Còn muốn đảo chiều từ thông phi thì ta lại phải giữ nguyên dòng điện đặt vào mạch phản ứng. Như vậy có hai phương án đảo chiều quay của động cơ, là một là phương án đảo chiều dòng điện phản ứng, hai là đảo chiều từ thông kích từ. Có hai phương án đấy, được chưa nào? Thì ở đây là cô đưa ra cho các em là phương án là đảo chiều dòng phản ứng. Thế còn đảo chiều từ thông thì cũng tương tự như thế, có thể là dùng bộ tiết điểm thuận ngược nối vào cái cuộn kích từ này. Hoặc là các em cũng có thể dùng hai bộ biến đổi mắc song song ngược vào cái cuộn kích từ, cũng tương tự như việc là các em sẽ đảo chiều dòng điện phản ứng. Nào các em đã nghe ra chưa? Nha. Rồi ok. Rồi, chúng ta xong cái phần phần đảo chiều động cơ. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là bảo vệ bộ biến đổi. 1.4.5 là bảo vệ bộ biến đổi. Thì bây giờ với các cái tiritor là mắc nối tiếp thì người ta sẽ bảo vệ như thế nào? Đây, cô cho ba van tiritor, ba tiritor mắc nối tiếp như thế này. Thì ở mỗi van ấy người ta sẽ đặt một cái điện trở R mắc song song với van. Đấy. Bởi vì trong quá trình các van này mở thì có van mở trước, van mở sau. Nếu như mình không đặt cái điện trở R này vào ấy thì cô giả sử là cái van thứ nhất này mở trước thì điện áp đặt qua van này bằng 0, thì cái điện áp đặt lên hai van T, hai T van T sau này, điện áp đặt vào nó sẽ rất là lớn, thì nó sẽ làm đánh thủng van này, hai cái van này. Đấy, thế cho nên là mỗi cái van này người ta phải đưa thêm một cái điện trở vào để cho dù là anh mở trước hay anh mở sau thì cái điện áp đặt vào vẫn thế. Đấy, không thay đổi và sẽ được bảo vệ van. Thế các em vẽ hình vào. Thế các em ghi vào cho cô đi. Có cần nghỉ giải lao không ấy nhỉ? Có không ạ? Đang có cô. Có hả? Đói em. Đói cái gì? Vừa ngủ dậy đã đói. Hay là có ăn cơm đâu cô? Chưa, không ăn cơm á? Sao lại không ăn cơm? Thế là ngủ đến trưa thông chưa? Em ăn bánh chưng rồi. Cô gần 2 tiếng rồi, gọi nghỉ tí. Hay là chúng ta học đến 3 giờ rồi chúng ta nghỉ luôn.
Dạ vâng, thế cũng được ạ. Thế cũng được ạ, thế cũng được ạ. Học luôn đúng không? Luôn ạ. Vâng. Học thêm một phần nữa xong các em nghỉ luôn nhá. Học buổi đầu chúng ta học thế xong buổi sau lại học tiếp. Thế xong là hôm nào đến lớp mà chưa hiểu rõ thì lại hỏi thầy Kiên nhá. Vâng. Thầy Kiên giỏi lắm đấy. Vâng ạ. Đấy, vẽ vào đi. Đây, nếu mà van mắc nối tiếp vào thì các em bảo vệ van bằng cách là dùng điện trở. Thế thì có những cái trường hợp mà các em có nhìn thấy, còn các em có biết là có những cái mạch bảo vệ nào khác không nhỉ? Các em đã nhìn thấy mạch bảo vệ van khác là dùng cách nào chưa? Em có biết không? Có biết không? Thúy ơi, có biết cách là bảo vệ van bằng cách khác là dùng cái gì không? Dạ em không ạ. Nha, các em có nhìn thấy bảo vệ van này người ta thường mắc song song với van là điện trở và tụ điện đúng không? Cả tụ điện nữa đúng không? Thế thì cái việc có tụ điện ấy thì là nó sẽ bảo vệ quá gia tốc dòng nữa. Còn ở đây thì nếu mà quá gia tốc điện áp ấy thì người ta chỉ cần dùng điện trở thôi. Thế còn nếu mà muốn bảo vệ cả quá gia tốc dòng ấy thì các em sẽ dùng thêm là điện trở mắc nối tiếp với tụ điện nhé. Đấy. Thế còn ở đây là cô nói là bảo vệ quá gia tốc điện áp. Quá áp thôi, quá áp cho van thôi. Nha. Vẽ hình vào đi. Vẽ hình ghi ghi cả phần lý do này vào cho cô này. Mấy hôm nữa mà đi thí nghiệm môn điều khiển số chuyển động điện với môn thiết kế hệ điều khiển số với lại môn tổng hợp hệ điện cơ ấy, lại phải về đi hàn mạch đấy. Hàn hàn cái mạch giống như là đi thực tập thực hành cơ sở ngành ấy. Ông con tổng hợp điện cơ được không phải hàn hả cô? Có thì các em phải hàn cái bộ điều chỉnh ấy. Hàn cái bộ R ấy. Các em phải tự Vâng. hàn cái bộ đấy của các em, sau đó thì mới mới nối vào với cái hệ thống thực tế. Hiểu không? Chúng Dạ mày lại vâng. hàn 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 đấy. Thế hôm trước cái môn thực hành cơ sở ngành ấy được mấy May mắn quá cô. điểm? Môn đấy sao thấp điểm thấp thế? 2 điểm cô. Hai Điểm điểm. ba môn được không? 2 điểm mà cũng qua cơ á. Điểm kiểm tra thầy lại phải cho cao lên à? Môn đấy có điểm trên Bọn em đi lớp học chăm chỉ, điểm trên lớp cao cô ấy. thế à? Thế sao cái hôm mà đi đi thi thì điểm thấp thế? Tại mạch nó không chạy. Mày không chạy á? Chắc là rơi chân à? Hàn rơi muối Tại hàn rời rời ra. hôm mới hàn độ kiểm tra uống thì vẫn được, còn hôm đi thi thì lại không được Dũng à? ạ. Dũng chân à? Mạch nó ốm, nó ốm. Mấy hôm vừa rồi cô cũng phải đi lên trên trường cô hàn cái mạch đấy suốt đấy, nhưng mà cái các cái nhất là hàn vào mấy cái con IC ấy, nó sát nhau rồi, ôi nó dính vào nhau ấy, cứ rối rít vào nhau này. Hàn có nhất là cô Xong thấy cho là mạch hàn in cô. Ừ. mạch in thì các em phải, nếu mà giả sử có mạch in thì các em cũng phải tự làm, chứ còn nhà trường thì không thể nào mà, bởi vì mỗi một bạn thiết kế khác nhau ấy đúng không, thì mỗi một bạn thiết kế khác nhau thì cái máy in nó sẽ khác nhau mà. Thế sau này nếu mà không biết là bộ môn có cho các em dùng máy in không hay là bắt các em phải hàn để còn thực tập. Chắc là không dùng được, không được dùng máy in đâu cô ạ. Không được dùng máy in đâu, bắt các em phải hàn đấy. Hàn xong xong là cô sẽ kiểm tra, nếu mà được cô mới cho các em cắm vào cái hệ thống thực hành, chứ không thì làm nổ bùm mất. Hệ thống đấy nhiều tiền lắm. Nếu mà phá hỏng thì chắc là thầy đuổi ra khỏi phòng thi ngay. Còn phải đền tiền đấy.
Hàn một cái mạch đấy, thế hôm trước các em hàn một cái mạch đấy mất mấy buổi? Mà sao cô thấy cô cứ phải đi cô mở cửa cho chúng mày nhiều ghê ấy. À, hàn mất mấy buổi? Cả kỳ cô. Ôi trời ơi, đâu thế? Một buổi cô ạ. Thực ra nếu mà cả làm được... xong ấy. Thực ra nếu mà làm ấy, theo cô mà tập thật tập trung ấy, thì mình làm trong một buổi là tốt nhất. Bởi vì là các cái chân mình không quên. Chứ nếu mà để mấy hôm liền thì cứ chân này lọ sọ chân kia thì hỏng hết à, mình sẽ làm nhầm. Tiền mua linh kiện bằng tiền học. Hết các em phải tự mua linh kiện đấy à? Hay là của bộ môn chứ, của nhà trường chứ? Cô tưởng cái linh kiện đấy các em được phát mà. À bị cháy à? Bị cháy thì phải tự mua để đèn à? Thân lần này thì không sợ cháy, làm cô sẽ kiểm tra cho xong bắt đầu mới được thực hành. Thế cô có hướng dẫn thực hành lớp em không, hay là cô Yến hay cô Trinh? Thầy Sơn cô không, môn thực hành chuyên ngành cơ mà. Cái này em chưa xem. Chuyên ngành thầy nghiệp chứ sao ạ? Có một phần thể nghiệm chắc chắn rồi. Ôi dồi ôi luôn. Cô Yến à? Cô Yến hả? Ừ. Thế thì chắc là cô hướng dẫn lớp lớp 2, lớp 3. Cô hướng dẫn cái lớp cô dạy luôn. Rồi tiếp tục nhá. Thế bây giờ nếu như mà các cái van này mắc song song thì chúng ta sẽ bảo vệ như thế nào? Đây. Nếu mà van mắc song song đây. Đây. Khi mà van mắc song song thì chúng ta sẽ nối vào cái đầu ra của nó là ở trên đầu của nó là các cái cuộn cảm. Thì mỗi tí to mình sẽ mắc nối tiếp với một cuộn cảm. Thì để khi mà mắc song song thì chúng ta sẽ bảo vệ quá dòng, quá gia tốc dòng. Thì chúng ta sẽ đưa cuộn cảm vào để nó sẽ dòng nó sẽ không tăng một cách đột ngột ấy. Bởi vì nhá, nếu như mà khi mà có cuộn cảm ấy thì cái cuộn cảm đấy nó sẽ sinh ra một cái sức điện động tự cảm và nó chống lại cái sự tăng của dòng điện và làm cho cái dòng điện qua van này nó sẽ tăng một cách từ từ hoặc là giảm một cách từ từ. Đấy, cho nên nó sẽ bảo vệ quá quá dòng cho van. Để các em vẽ cho cô cái hình này vào. Thảo dùng hai nick kìa. Dương Thu Thảo ấy.
Xong chưa? Viết xong hết cái phần chữ chưa? Viết xong cả phần chữ chưa? Hôm nay học đến đây thôi nhá, buổi sau học tiếp nhá. Vâng ạ. Thế học ở trên này có thấy được, có thấy được cái chứ nhỉ? Được.